ngày đại hỷ của một chàng trai bỗng trở thành đại chiến bởi sự xuất hiện của bốn cô dâu khác nhau. Chắc các bạn chưa kịp biết tôi là ai chứ gì. Tôi là Thái. Còn các cô kia đã từng là bạn gái của tôi. Số phận của anh Sở Khanh sẽ ra sao khi phải đón nhận sự kiện bất ngờ này? Tôi cũng chỉ là một nạn nhân thôi. Bộ phim đầu tiên của Việt Nam được công chiếu trên kênh phim truyện hàng đầu châu Á. Đón xem Cô Dâu Đại Chiến phát sóng lúc 22 giờ ngày 21 tháng 11 trên kênh Screen Red.